Về mã sản phẩm mới các bác nhé, đó là khăn rửa bát vuông cho em này, được làm bằng sợi nhôm nhá, đan liên kết với nhau, đó rất là bền, rất là đẹp, mỏng nhẹ như thế này cho em luôn các bác nhá. Và khi mà sử dụng ấy thì nó sẽ tạo bọt cực kỳ tốt các bác nhá, và không bám dính những cái thực phẩm cũng như là cơm thừa đó bám dính vào đây như chúng ta sử dụng những cái bối rửa bát thông thường cũ ngày xưa nha các bác nhá. Nó chống mài mòn cực kỳ tốt luôn cho em, mà giá thành thì lại siêu rẻ các bác nhá. Một chục tấm như thế này, đó một chục tấm như thế này các bác mua dùng cả năm mà giá có bao nhiêu ạ? Giá em để siêu rẻ trong phiên live ngày hôm nay chỉ có là 25k các bác nhá. 25k trên 10 khăn dùng cả năm. Đó, cái việc mà thay thế khăn rửa bát, bối rửa bát cũng rất là quan trọng các bác nhá, bởi vì sử dụng lâu ngày thì tích tụ nhiều vi khuẩn cũng như là cặn bẩn ở đấy nhá các bác nhá. Thì các bác thay cho em với cái này thì dùng rất là ok, tạo bọt ok, mỏng nhẹ, sợi nhôm, đó, bền đẹp nhá các bác nhá. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. 10 khăn rửa bát nhá, dùng cả năm, giá cực rẻ luôn, chỉ có 25k trên 10 khăn ạ. Cực kỳ sang trọng, đẳng cấp cũng như là một kiệt tác các bác nhá, mà bất cứ ai cũng muốn sở hữu, đó là bộ cốc chén 12 con giáp ạ. Đó, chất liệu của em đó là chất liệu thủy tinh pha lê trong suốt như này luôn các bác nhá. Và cốc là cốc lớn ạ, đó là loại cốc lớn cho em. Và thiết kế kết hợp cùng là hợp kim đồng các bác nhá. Hợp kim đồng vàng óng như này, nó rất là đẹp, lịch sự cũng như là sang trọng ạ. Và bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết sản phẩm nhá. Đầu tiên sẽ là em cốc thủy tinh pha lê trong suốt như thế này, các bác đựng rượu đó ở bên trong, hoàn toàn có thể quan sát được màu rượu nhá, rất là đẹp luôn. Và tay cầm thì là thiết kế nó là một hình chú rồng phun lửa như thế này các bác nhá, rất là tinh tế luôn. Đấy, rất là dễ cầm và tinh tế. Và trên tay em đang cầm là những chiếc chén nhá các bác nhá. Những chiếc chén cũng được thiết kế bằng thủy tinh pha lê trong suốt như thế này luôn ạ. Đó, và phần bên dưới thì sẽ là tạo hình của 12 con vật, đó là 12 con giáp. Đó, các bác thấy không ạ? Trên tay em đang cầm là tạo hình một chú ngựa các bác nhá. Đó, rất là tinh xảo như thế này luôn. Và bằng hợp kim đồng bền bỉ với thời gian luôn các bác nhá, rất là đẹp. Đây, các bác có thể quan sát đấy ạ. Đây là chú trâu các bác nhá. Đó, khi các bác dựng ngược lên như này, nó sẽ có ba chân đỡ, đó là hai cái sừng và cái mũi đấy ạ. Đấy, nó sẽ trở thành một cái ly rót rượu nhá, rất là đẳng cấp luôn, độc đáo, cực kỳ là đẹp luôn như này ạ. Và nó sẽ là có 12 ly các bác nhá. Khi các bác sử dụng để tiếp khách hay là làm quà tặng cũng như là trưng bày thì nó sẽ nêu bật được lên cái đẳng cấp của chủ sử dụng các bác nhá. Thật sự thì nó rất là đẹp và đẳng cấp đấy ạ. Thì với cái bộ sản phẩm này, ngoài sử dụng trưng bày ấy hay là làm quà tặng quà biếu ra thì nó còn mang một cái ý nghĩa phong thủy cực kỳ tốt cho chủ sử dụng các bác nhá. Thì nó sẽ mang hàm nghĩa là 12 tháng trong năm này. Đấy, 12 tháng trong năm đều hút tài, hút lộc, hút may mắn nhá, vận may cho gia chủ cực kỳ tốt này. Đó, bác nào ưng cái mã sản phẩm bình cốc 12 con giáp này thì nhanh tay chốt đơn cho em nhá. Giá cực kỳ là ưu đãi luôn, cực kỳ là rẻ luôn nha các bác ạ. Và em xin gửi tới các bác với một mức giá siêu đãi nhá. Chỉ có là 450k, 450k trên một bộ này, 12 con giáp các bác nhá. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Các bác sở hữu bộ này làm quà tặng, quà biếu hay sử dụng thì nó rất là đẳng cấp luôn đấy ạ. Bác nào ưng thì nhanh tay chốt đơn cho em nhá. Bộ sản phẩm cốc chén 12 con giáp này, đó, với một mức giá là 450k, em bao ship ạ. Và tiếp theo thì không thể bỏ qua một bài thuốc bổ thận tráng dương nhá. Đó là bài thuốc Minh Mạn Khang, có từ thời nhà Thanh luôn cho em ạ. Thì với cái sản phẩm này các bác mua về ngâm rượu cho em nhá. Nó rất là nhiều các thảo dược quý luôn. Ví dụ như là sâm quy nhân sâm này, sâm dương hoắc này, nấm linh chi, thục nhung, ba kích, kỳ tử, đỗ trọng, rất là nhiều luôn. Tới tận là 35 các loại thảo dược quý. Đấy, cuối cùng là táo tàu này, đương quy, sa sàn tử, rất là nhiều luôn. Đấy, các bác thấy không ạ? Rất là nhiều, 35 vị. Thì với cái vị thuốc này các bác ngâm thì nó sẽ đặc chế cho là những bác nào ví dụ như là yếu thuận này, suy thận này, di tinh mộng tinh, đấy, đau lưng mỏi gối, hay là đặc biệt là yếu sinh lý nha các bác nhá. Thì các bác ngâm một cái bài thuốc này vào với 5 lít rượu cho em các bác nhá. Thì sử dụng nó rất là tuyệt vời luôn, công dụng cực kỳ tuyệt vời. Chồng uống thì vợ khen ạ. Thuốc bổ này chữa được cả đau lưng này, đau khớp cũng như là mất ngủ, đau đầu nha các bác nhá. Bồi bổ sức khỏe của nam giới thì cực kỳ tốt. Đó, các bác chỉ việc ngâm một cái bịch này, đó là 2kg thuốc bổ vào với lại 5 lít rượu sau khoảng 15 ngày thì các bác đã có thể sử dụng rồi nha các bác nhá. Đây, thực tế các bác nhìn thấy cho em mẹ, có cả hai em tắc kè đây ạ. Đấy, hai em này, hai em tắc kè đấy, rất là ok luôn các bác nhá. Đầy đủ này,
thục nhung này, cũng như là sao biển đương quy nhá. Em nhìn thấy ở đây đầy đủ các vị thuốc quý luôn đấy ạ. Thì bác nào ưng với cái mã sản phẩm này nhá, thì có thể nhanh tay gọi điện chốt đơn cho em theo số điện thoại em chốt ở trên màn hình để sử dụng cái mã bổ thận trắng dương này nhá, cực kỳ là tuyệt vời luôn. Và giá của em nó thì cực kỳ là rẻ luôn các bác nhá. Em đang có chương trình chiên trợ giá này, chỉ có là 320k. Đó, 320k trên một bịch nhá. Một bịch này là 2kg các bác. 2kg các bác ngâm rượu thoải mái cho em nhá. Đó, chồng uống vợ khen là bài thuốc minh mạn khang này các bác nhá. Và em lại tiếp tục về lô bơm Nhật các bác nhá. Thì bơm Nhật bên em thì sẽ là bơm 1 ti và bơm 2 ti như thế này các bác nhá. Với bơm 1 ti thì trọng lượng của nó sẽ là 100kg cho em như này các bác nhá. 100kg và tất cả đều là bơm bằng chân. Các bác gỡ cái khóa này ra. Đó, và các bác chỉ việc ấn chân, ấn bàn chân vào đây và các bác ấn xuống các bác bơm cho em nhá. Và cái đầu này thì rất là dễ dàng sử dụng thôi này các bác này. Đấy, có thế không ạ? Nó sẽ là có chốt tự động, các bác chỉ việc ấn cái ti của cái đầu xe, ti xe vào đây và các bác khóa xuống cho em như này, là các bác không cần phải giữ tay vào nhá. Và chỉ việc ấn chân ở đây thôi, đến khi nào mà nó căng, nó đầy hơi rồi thì là chúng ta dừng lại thôi nhá. Đó, hoàn thành công việc rất là nhanh. Và để bảo quản lốp xe cũng như là thuận tiện cho cái công việc đấy, ví dụ như xe hết hơi chúng ta bất thình lình chúng ta còn phải ra tiệm, ra quán, mất tiền, mất thời gian nhá. Rất là ok luôn. Còn với em này thì các bác mua phòng thì lại càng tuyệt vời hơn nhá. Em nó là 2 ti luôn các bác ạ. 2 ti như này cực kỳ khỏe, bơm hơi cực kỳ ok luôn cho em này các bác này. Đó, đều sử dụng bằng chân hết cho em nhá. Đó, đều sử dụng bằng chân, cực kỳ là khỏe luôn. Với em này thì lên tới tận là 160kg các bác nhá. 160kg các bác hoàn toàn có thể bơm được cả ô tô. Đó, bơm ô tô, bơm xe máy cho em đều ok. Còn xe đạp thì quá là đơn giản rồi. Với em này nhá các bác nhá. Thì hai em này đều là bấm bằng chân nhá các bác nhá. Và đầu này, đây các bác xem này. Đấy, đầu của nó đều là chốt van tự động hết cho em như này nhá các bác nhá. Đều là chốt van tự động, các bác chỉ việc này cho này. Nó có hai cái đầu ti để phù hợp cho bơm ô tô, bơm xe máy, xe đạp nha các bác nhá. Đó, các bác chỉ việc đặt vào này. Đấy, có các đầu ti thay đổi này. Đấy, các bác ấn khóa chốt vào đây cho em một phát như này. Đó, thế là ok chưa ạ? Không phải giữ tay nhá, và chỉ việc dậm chân thôi. Và với em một ti này giá thì cực rẻ luôn nha các bác nhá. Một ti này thì chỉ có là 100k thôi, em vừa bán vừa tri ân, vừa bán vừa khuyến mãi luôn ạ. Một ti là 100k. Còn với 2 ti nhá, còn với 2 ti thì sẽ bằng là 250k các bác nhá. Ok chưa? 250k cho em bơm 2 ti và 100k cho em bơm 1 ti ạ. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em. Túi đựng rác thế hệ mới các bác nhá, hoàn toàn khác so với những cái thế hệ túi đựng rác khác. Em nó vừa thông minh mà vừa bổ sung này các bác này. Đó, bổ sung thêm tinh dầu đuổi muỗi đuổi ruồi các bác nhá. Để khi mà chúng ta đựng rác ở trong đây thì ruồi muỗi nó không bay vào nhà. Đó, không dẫn dụ côn trùng bởi những cái thức ăn thừa như này nha các bác nhá. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Kèm theo đó là sẽ kèm hương ngải cứu khử hôi cho em này. Thì khi mà các bác đựng vào đấy thì rác qua đêm nó sẽ có mùi hôi. Thì đựng trong em này thì các bác hoàn toàn yên tâm nhá. Nó sẽ khử hôi tuyệt đối cho em. Và đây là chiếc túi mà em muốn giới thiệu các bác nhá. Đó, nó sẽ là dạng tự hủy luôn cho em. Rất là an toàn với môi trường các bác nhá. Cực kỳ là ok chưa ạ? Dài, rộng, thoải mái các bác đựng trong xô đựng rác nhà mình nhá các bác nhá. Và một điều thông minh vượt trội hơn nữa so với tất cả các sản phẩm khác. Đó, miệng túi rất là rộng này. Để các bác có thể là đựng vào trong cái sọt rác. Nhưng mà khi đầy nhá các bác nhá, thì các bác không phải thò tay, thò chân gì cả, mà các bác chỉ việc này cầm hai cái dây ở phần này cho em. Đó, xách lên. Đó, thì nó tự động này, vừa là thắt cái miệng túi lại. Đó, rất ok chưa ạ? Và vừa là có hai dây để chúng ta cầm xách để đi mang đi bỏ nhá. Rất là tiện, không phải thò tay thò chân vào dơ. Và một bịch như thế này sẽ là 100 túi các bác nhá. Một bịch như này 100 túi các bác dùng thoải mái trong vòng 1 tháng cho em. Và bác nào ưng thì chốt cho em 3 cọc nhá các bác nhá. Một bịch này em bán với mức giá là 35k. Nhưng khi các bác chốt từ 3 bịch thì chỉ có là 100k 3 bịch thôi các bác nhá. Mua dùng cả năm luôn. Bác nào ưng mã sản phẩm này, túi đựng rác thế hệ mới nhá, thêm tinh dầu đuổi muỗi và hương ngải cứu khử hôi, thì nhanh tay chốt đơn cho em nhá. 35k trên một bịch và 100k trên 3 bịch ạ. Và mã sản phẩm tiếp theo em xin được sao xả cho các bác, đó là cái mã sản phẩm dầu gội thảo dược nhá. 3 trong 1 cho em, đó là làm đen tóc này, đấy, mượt tóc này,
đó, và ngăn gầu hiệu quả cho em nhá. Đó, đây là màu đen này, màu black màu đen cho em, đến từ thương hiệu Made in Japan Nhật Bản nhá, rất là an toàn cho người sử dụng này. Nó có cả mã vạch QR cho các bác kiểm tra mã sản phẩm cho em nhá, tem mác đầy đủ chống hàng giả hàng nhái cho em này. Đó, rất là xịn sò. Thì có những anh ấy mua thử 1-2 sản phẩm dùng thử và rất là ok, xong anh giới thiệu cả xóm cho em luôn, nó cả xóm cho em sử dụng cái mã sản phẩm này. Đó, và cho trải nghiệm rất là tốt nha các bác nhá. Đó, các bác dùng cái mã sản phẩm này thì rất là dễ thôi. Đó, các bác cứ gội đầu bình thường cho em bằng dầu gội dầu xả bình thường. Đó, sau đó là các bác phọt một ít đấy, cái lượng dầu gội ra tay như mình gội đầu bình thường á, và các bác vò lên đầu massage cho em khi tóc nó vẫn đang còn ẩm nhá. Vò và massage cho em khoảng 10-15 phút, sau đó các bác xả đi bằng nước lạnh bình thường là ok nha các bác nhá. Chỉ có 15 phút sau là chúng ta đã có mái tóc đen mượt óng ả xịn sò rồi. Đó, một tuần các bác sử dụng cho em một lần nhá. Đấy, thảo dược thiên nhiên hoàn toàn 100% luôn, mà các bác không phải ra tiệm nhuộm vừa cứng tóc này, vừa mất thời gian vừa mất tiền bạc nhá. Thì tất cả đã có giải pháp trong cái em dầu gội thảo dược đen tóc này rồi. Và trong buổi live ngày hôm nay em xin xả đại hạ giá cho các bác cái mã sản phẩm này nhá. Đấy, xuống còn chỉ là em đang bán là 130k này. Đó, và em xả xuống chỉ còn là 100k nha các bác nhá. 100k trên một cái em dầu gội này các bác dùng cả năm cho em, đó không xịn không ok. Các bác cứ gọi mắng em nhá. Đó, em không lấy tiền luôn. Đó, các bác nhanh tay lên đơn cho em ạ. Tôi về dùng nhưng thật sự quá là ưng ý luôn, nên em tiếp tục lên live giới thiệu bác mã sản phẩm nhá, cực kỳ là ok luôn. Đó là vòi tăng áp nhá. Vòi tăng áp này các bác có thể xem video để hiểu hơn về những gì em muốn giới thiệu nhá. Thực sự là tăng áp rất là ok. Tưới cây cao này, tưới vườn vọc rất ok nhá. Cách sử dụng vô cùng là đơn giản. Đó, các bác rút ra này. Đó, các bác lắp vào cho em nhá. Đó, xong các bác siết vào là nó tự động chặt nha các bác nhá. Đó, rất là đơn giản luôn. Và tiếp đến thì chúng ta lắp cái vòi vào nhá các bác nhá. Kéo xuống thôi, nhét vào là được, là nó sẽ tự chốt. Và trên phần nó sẽ có một cái van các bác nhá. Đó, có cái van khóa, khóa mở rất là ok luôn, tiện. Chứ chúng ta không phải chạy ra các phần đầu vòi để khóa đâu các bác, rất là bất tiện nhá. Đó, ngon lành luôn. Đẹp như em nha anh em. Và khi mình khóa lại á, là nó cũng dứt khoát luôn, nó không có bị đò nước. Đúng rồi đấy ạ. Đó, quan trọng là nó có cái van ở đầu vòi các bác nhá. Các bác không phải chạy ra đằng kia để khóa van lại, rất là bất tiện. Nó ok chưa ạ? Tưới cây, tưới vườn này, độ rộng cũng như là độ cao rất là ok. Đó, rửa xe, rửa sân sướng. Đấy, rất là tiện, rất là thoải mái. Tăng áp các bác nhá. Đấy, bởi vì cái mặt này, cái mặt của cái tăng áp này khá là rộng luôn. Đó, các bác thấy không ạ? Khá là rộng luôn. Linh của hàng mình sẽ để ở trong gói hàng màu vàng bên trái góc dưới màn hình nhé. Đó, các bác ưng thì nhanh tay chốt đơn cho em nhé. Và giá thì siêu đãi luôn. Siêu đãi trong buổi live ngày nay trên thị trường đang bán với mức giá là 120k. Nhưng riêng đến với em này chỉ còn là 80k các bác nhé. 80k luôn ạ. Quá rẻ luôn các bác nhé. Quá rẻ cho một vòi tăng áp này, sử dụng có van khóa ở đây nhá. Nó rất là tiện luôn. Van khóa mở ở đây. Nó tăng áp thì cực kỳ cao, xa, sử dụng gọn tiện nhá. Thực sự thì rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ việc mở cái này ra cho em. Đó. Sau đó các bác nhét cái đường ống vô vào trong đây, xong các bác luồn lại, các bác lắp chặt vào đây, siết chặt cho em là sử dụng ok rồi. Không cần phải tháo thêm một cái gì nữa. Khi mà tưới xong này, chỉ việc chốt và mở ở đây nhá. Tiện chưa ạ? Và chỉ có là 80k. Thay vì những cái lạng chè thông thường các bác để trên cái không gian thờ để thờ cúng nhá, thì các bác hãy thay ngay cho em bằng một cái hộp trà có tên là hộp trà Long Ấn nha các bác nhá. Thực sự mà nói thì rất là tuyệt vời với cái mã sản phẩm này. Nó mang rất là nhiều những cái ý nghĩa phong thủy cũng như là cái bệ vệ uy nghi. Đấy, rất là đẹp cái không gian thờ luôn. Hai bên bày hai cái hộp trà này thì đảm bảo là phúc lộc này, an khang và phú quý thịnh vượng nhá. Các bác có thể quan sát cho em ạ, ở đầu cái bình trà nó sẽ là hai con rồng, nó trầu ngọc như thế này, rất là uy nghi luôn. Nó đẹp này, vững chãi luôn nha các bác nhá, thể hiện sức mạnh rồng bay phượng múa luôn đấy ạ. Và ở phần tay rồng thì nó có thêm một cái phần dây này, nó nhìn trông rất là hoàng gia luôn. Và ở quanh cái phần hộp thì nó sẽ là những cái hình rồng ẩn như thế này, người ta gọi là hộp trà Long Ẩn đấy ạ. Và trên cái phần hộp thì nó sẽ có là phong ấn ở đây. Đó, khi mà gia chủ sở hữu cái bình trà, hộp trà này, nó sẽ mang lại này, hồng phúc này, đấy, rất là may mắn này, thịnh vượng cho gia chủ sử dụng nhá. Và cách sử dụng thì vô cùng là đơn giản luôn. Ở phần trong bình trà nó còn có một bài chú niệm bi luôn đấy ạ.
đầy đủ luôn nha các bác nhá. Các bác mua về đựng trà vào trong đây cho em. Đó, sau đó là các bác ấn vào. Đó, thì nó gọi là long ấn nhá. Nó như là một cái ấn cổ ngày xưa đấy ạ. Đó, các bác lắp vào như này cho em. Và hai bên ban, hai bình trà như thế này thì đảm bảo là uy nghi này. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Mang một ý nghĩa phong thủy cực kỳ là tuyệt vời nhá. Giàu sang, phú quý, thịnh vượng này. Đấy, đắc tài, đắc lộc cho em nhá. Đắc bình an luôn ạ. Các bác nào ưng thì nhanh tay chốt đơn cho em mã sản phẩm này. Bình trà long ẩn này, 150.000 trên một hộp trà này các nhá. 150.000 trên một hộp trà này ạ. Và mua lẻ, mua khi mà mua lẻ là 150, còn khi mua theo cặp sẽ là 280k trên một cặp các bác nhá. 280k trên một cặp. Nhà em có hai màu, đó là màu vàng và màu đỏ. Bác nào ưng mã sản phẩm này thì nhanh tay chốt đơn cho em ạ. 280k trên một cặp và 150k trên một hộp ạ. Giới thiệu toàn thể các bác mã sản phẩm nồi cơm Sáp thế hệ mới nhá. Đến từ thương hiệu Hàn Quốc Korea đây các bác ơi. Korea Hàn Quốc cho em nhá. Với cái mã sản phẩm nồi cơm thế hệ mới nhất này thì đang được săn đón rất là nhiều ở bên Hàn Quốc cũng như là nhập khẩu về bên Việt Nam mình thì được các bác rất là ưa chuộng và sử dụng nhá. Đầu tiên khi các bác mở vung nồi cơm ra thì các bác sẽ nhận được là một cái lòng nồi niêu như này các bác nhá. Một cái lòng nồi niêu như này rất là dày dặn cho em luôn. Là cái phần nồi niêu ở trên là cổ là hơi thóp này. Phần dưới là phùng ra để mình nấu chứa được cái lượng cơm nhiều nha các bác nhá. Đó, rất là ok luôn. Và cái phần đế nó có rộng thì nhiệt nó mới truyền được nhiều, thì cơm nó mới chín, nhanh sôi. Đó, mà nó chín ngon, chín ngọt nhá. Rất là ok luôn. Và khi mà các bác nhận được hàng thì sẽ có một em mua như thế này do nhà sản xuất tặng nha các bác nhá. Và tiếp theo thì sẽ là 1,5 mét dây điện để kết nối vào cái phần nồi và nguồn điện 220V của chúng ta sử dụng đấy ạ. Và tiếp theo thì sẽ là cái phần chống dính của nồi các bác nhá. Phần chống dính của nồi thì nó là thế hệ mới nhất, nó sẽ là chống dính 5 lớp cho em. Chống cháy, chống khê đáy nồi tuyệt đối luôn. Và ở trên đây nó có cái mức chia vạch của các bác nhá. Chia vạch này, mức gạo bao nhiêu, mức nước bao nhiêu, rất là dễ dàng sử dụng luôn cho em ạ. Và với cái phần nồi cơm thì em xin được giới thiệu. Với cái phần tại sao nói nó nhanh chín nhanh sôi, bởi vì cái phần mâm điện này các bác này, nó rất là rộng luôn, nó truyền gần như là hết cái đáy nồi cơm như thế này thì nhiệt nó sẽ truyền đều, tản nhiệt nhanh, đó chín đều cơm, nhanh chín nhanh sôi. Đấy là điều đương nhiên được các bác nhá. Và khi mà sôi thì nó sẽ thoát hơi khí ra cái đằng đằng lỗ này nha các bác nhá. Đây, nó sẽ thoát khí ra đây. Và khi mà đã sôi xong thì nó sẽ ủ cơm bằng chế độ chín bằng hơi, bởi cái gioăng này các bác nhá. Đó, bằng cái gioăng này. Đấy, và cái mâm điện này nó sẽ giữ nhiệt đấy, tỏa xuống tỏa lên giữ nhiệt chín bằng hơi, nó mới dẻo cơm và ngọt cơm nhá. Đấy, giữ được độ ngọt của cái hạt gạo rất là tuyệt vời luôn ạ. Thì với cái mã sản phẩm này, khi mà các bác cắm nồi cơm này thì các bác sử dụng cho em như sau. Cái phần vung này cũng mở bằng nút cơ nhá, nút ấn ở phần trên đây ạ. Và khi các bác cắm nồi cơm thì các bác ấn cho em xuống như thế này, nó sẽ báo đèn đỏ. Đèn đỏ thì nó sẽ là chế độ đang nấu các bác nhá. Và khi mà nó sôi, cạn nước nó sẽ nảy lên là chế độ đèn màu xanh như thế này, thì là nó đang báo hiệu là đã cạn nước và chuyển sang chế độ chín bằng hơi nha các bác nhá. Có nghĩa là ủ cơm đấy ạ. Và với cái mã sản phẩm em đang giới thiệu các bác thì nó sẽ là 1,8 lít các bác nhá. Và nhà em thì đang có hai dung tích 1,8 lít và dung tích 1,2 lít. Thì giá của em nó đang có chương trình chiên trợ giá, giá siêu đãi luôn các bác nhá. Siêu yêu đãi trong phiên live ngày hôm nay luôn đấy ạ. Giá của em nó sẽ là với 1,2 lít các bác nhá. 1,2 lít thì em đang bán với một mức giá là 450k các bác này. Trên thị trường đang là 500k nhá. Đấy, 500k thì em sell xuống chỉ còn là 450k. Đó, cho 3 đến 5 người ăn cho em nhá. 3 đến 5 người ăn ạ. Còn với cái nồi mà 1,8 lít Sáp thế hệ mới ạ, lòng nồi rất là sâu nhá. Đấy, thì trên thị trường đang bán là 520k. Đó, 520k. Riêng đến với tổng kho gia dụng như thiết chỉ còn là 480k. Đó, và sẽ dao động là từ 4 đến 6 người ăn nhá các bác nhá. Đó, 6 đến 6 người ăn vẫn ok các bác nhá. Đấy, bác nào mà thường xuyên nhà có con cháu về chơi, có công có việc thì sắm ngay cho em cái mã nồi này nhá các bác nhá. Đấy, để phòng khi có công có việc con cháu về thì rất là phù hợp luôn. Dung tích 1 lít 2 sẽ là 450k và dung tích 1 lít 8 thì sẽ là 480k nha các bác nhá. Giá không đổi ạ. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Hiện tại em đang cầm là sản phẩm ổn định tiết kiệm điện năng nha các bác nhá. Có thể giảm tới 50% đó, tiết kiệm điện năng cho gia đình khi sử dụng nha các bác nhá. Thực sự là rất là hiệu quả luôn.
cam kết sẽ hoàn tiền nếu các bác sử dụng không có hiệu quả nhé. Các bác có thể xem video để hiểu hơn về chi tiết sản phẩm ạ. Nghiên cứu thành công thiết bị tiết kiệm điện giúp cho hàng nghìn hộ dân Nhật Bản tiết kiệm được 50% nó rất ok luôn ạ. Nếu như trước đây hóa đơn điện của bạn là 800.000 thì sau khi sử dụng hóa đơn chỉ còn 400.000. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chỉ cần cắm trực tiếp vào vị trí các bác nhé và không rút ra. Điện của nhà bạn quay chậm lại, từ đó giúp bạn tiết kiệm điện một cách đáng kể. Bạn có thể dùng điều hòa, nóng lạnh TV một cách sẽ làm ổn định nguồn điện, không hao hụt cái nguồn điện dư thừa. Sử dụng sẽ giúp bảo vệ đồ điện trong nhà cho bạn, ổn định điện thế, phòng chống chập cháy. Sản phẩm đang được rất là ok luôn. Sản phẩm đang được ưu đãi tới 50% luôn các bác nhé. À, giá của em nó sẽ là 100k nhá, 100k trên một sản phẩm các bác nhá. Thực sự thì các bác cứ mua và dùng thử để trải nghiệm nhá, chỉ 100k. Như hóa đơn tiền điện của các bác nó sẽ được giảm tới 40-50% thì một điều thật là tuyệt vời luôn nhá. Các bác nào ưng thì nhanh tay chốt đơn cho em. Đây là cận cảnh bộ nồi đức 6 món nha em các bác nhá. Thực sự nó rất là đẹp và sang trọng mà giá thì cực kỳ là phải chăng. Đang trong chương trình chiên trợ giá thì các bác hãy sắm ngay cho em để thay thế cái bộ nồi mà đã lâu ngày cũ, nó bẩn, nó dơ rồi hoặc hao mòn rồi thì các bác thay cho em nhá. Thì đầu tiên em xin là giới thiệu các bác này cái sản phẩm nồi to. Thật sự mà nói là sắm cái bộ này là nó rất là tiện, khi mà có khách có khứa dùng thì cũng thoải mái, có công có việc dùng cũng thoải mái luôn. Thì đầu tiên em xin là giới thiệu này, 6 cái phần nồi này đều có cái nắp vung bằng kính cường lực nhá. Kính cường lực này là kính cường lực loại 1 cho em này, siêu dày dặn luôn, chịu lực chịu nhiệt cực kỳ tốt và được bao bọc và bảo vệ bởi cái lớp inox su 304 nhá, bốn vòng xung quanh như này cho em. Tay cầm thì là rỗng cách nhiệt rồi, màu vàng rất sang trọng rồi các bác nhá. Và có lỗ thoát khí như này cho em này, để khi sôi thoát khí nhá. Thì các bác có thể quan sát cho em, đây là cái con nồi to nhất trong bộ nồi nhá. Chiều ngang của nó sẽ là 26 xăng, và chiều sâu thì sẽ là 15 xăng các bác nhá. Thoải mái để chúng ta luộc con gà, con vịt hay là luộc thịt, hoặc là đun nấu canh riêu mà khi nhà có công có việc đông người ấy ạ. Nó rất là ok luôn nha các bác nhá. Đó, em sẽ đậy nắp vào đây. Và tiếp đến đó là em chảo các bác nhá. Em chảo này thì đáng nói đến là em nó khá là rộng, hoàn toàn có thể là chiên được những cái con cá to, rất là ok luôn. Bề ngang là 26 và chiều sâu thì sẽ là 9 xăng đó nhá. Đấy, chúng ta có thể nấu chiên sốt ở đây cũng được, chiên rán ở đây cũng được. Bởi vì đáng nói đến ở đây, nó là cái vân đá hoa cương nha các bác nhá. Tuyệt đối luôn là không dính đáy nồi, rất là xịn luôn. Tuyệt đối bền bỉ theo thời gian cho em luôn nha các bác nhá. Tay cầm này thì rất là sang trọng, nó màu vàng sang trọng, chiều ngang 20 xăng, thoải mái để chúng ta cầm nâng nó sử dụng nhá. Và em nó lại còn kèm theo là vung đậy luôn, nó rất là ok chưa, vung đậy luôn nhá. Và tiếp đến thì sẽ là một em nồi nhỡ. Em nồi nhỡ này thì sử dụng để nấu canh riêu khi mà nhà có 3-4 người ạ, đó, hay là các bác sử dụng nấu nướng canh riêu hàng ngày nhá, rất là ok luôn. Và em xin đo kích thước của em này, chiều ngang sẽ là 22 và chiều sâu thì sẽ là 14 nha các bác nhá. Nấu canh riêu hàng ngày. Và một em nồi thứ hai, nó thì các bác cũng có thể là nấu những cái món sốt hoặc là rang thịt hoặc là nấu riêu nấu canh gì ở đây khi nhà ít người cũng được nha các bác nhá. Đấy, em cũng xin đo kích thước luôn này. Kích thước là 20 và chiều sâu là 12 các bác nhá. Em này thì thích hợp nấu canh riêu hoặc rang thịt cũng được. Còn một em cuối cùng thì là chưa phải em cuối cùng các bác ơi. Và em thứ 5 thì chiều ngang sẽ là 18 và độ sâu thì sẽ là 12 nha các bác nhá. Đấy, các bác nhìn cái chất inox xịn sò loại 1 nó khác, nó sáng bóng như này luôn. Đó, mà lại còn 5 đế nha các bác nhá. 1 2 3 4 5. Đấy, 5 đế dày dặn chống khê chống cháy nhưng lại bắt nhiệt cực kỳ nhanh và tản nhiệt cực kỳ tốt cho em. Thật sự mà nói cái mã nồi này miễn chê luôn các bác nhá. Và đến cuối cùng sẽ là em nồi nấu súp này các bác nhá. Em nồi nấu súp này cũng có vung và cũng có thể là các bác quấy bột hoặc là chiên những cái đồ chiên nhỏ nhỏ như khoai tây chiên hay cánh gà chiên mà cần chiên ngập dầu ấy ạ. Các bác chiên vào đây cho em cũng rất là ok nhá. Hoặc các bác nấu nướng rang thịt hay làm cái gì là tùy mục đích các bác sử dụng thôi. Nhưng em nó rất là tiện luôn, có phần nhấn này, đấy để chống trơn trượt nhá. Tay cầm thì dài, cách nhiệt cho em và inox thì luôn là tuyệt đối rồi. Và em này thì sẽ là ngang là 18 và sâu thì sẽ là 12 nhá các bác nhá. Đó, cái bộ nồi đầy đủ công năng luôn, khi có khách có khứa sử dụng rất là ok. Đặt trong phòng khách thì rất là đẹp và sang trọng. Em nhầm phòng bếp, rất là đẹp và sang trọng. Bác nào ưng thì nhanh tay chốt đơn cho em nhá. Giá của em nó đang được chiên trợ giá cực kỳ mạnh luôn đấy bác ạ. Trên thị trường thì đang bán với mức giá là từ 750 đến 720 các bác nhá.
Đó, nhưng mà riêng trong phiên live ngày hôm nay này, em sale xả sập sàn luôn, vừa bán vừa chiên, vừa bán vừa tặng các bác ạ. Chỉ còn là 680k thôi các bác nhá. 680k trên một bộ này. Đó, bác nào ưng thì nhanh tay chốt đơn cho em nhá. Đó, em sẽ bao ship kèm tặng quà luôn ạ. Đó, các bác ok, nhanh tay chốt đơn cho em nhá. Hồng ngoại tatami đến từ thương hiệu Nhật Bản nhá. Em lại tiếp tục về số lượng cực kỳ nhiều để phục vụ các bác luôn. 100 bác nhận được thì 100 bác dành cho những cái lời khen nhá. Rất là tuyệt vời với cái mã sản phẩm này là bác đun nó không hề kén nồi này, nhanh chín nhanh sôi vậy cháu. Sử dụng rất là tuyệt vời, rất là dễ dàng sử dụng nhá. Thì đầu tiên các bác quan sát cho em cái phần bếp nhá, là thương hiệu tatami Nhật Bản này. Nó có phần mâm nhiệt nhá, và kiểu dáng thì cực kỳ là sang trọng lịch sự như này, với kính cường lực siêu dày luôn và các chế độ phù hợp ở trên đây nhá. Sử dụng thì bằng nút vặn to nhỏ, đó, rất là dễ thôi ạ. Và bây giờ em sẽ giới thiệu cận cảnh phần bếp nhá. Thì em bếp nó sẽ có hai tay cầm như thế này. Đó, hai tay cầm như thế này thì các bác cầm đi đâu cũng rất là dễ dàng để di chuyển nhá. Nó rất là ok luôn. Thì các bác quan sát cái phần mặt kính cường lực giúp em ạ. Cái phần kính cường lực này nhá, nhìn trông rất là đẹp luôn, các bác thấy không ạ? Rất là đẹp luôn. Và điều quan trọng là nó rất dễ dàng vệ sinh. Khi các bác sử dụng xong thì các bác chỉ việc lấy một cái khăn, các bác lau cái bề mặt này đi cho em, đó là xong, ok rồi nha các bác nhá. Rất là tuyệt. Và ở đây như em vừa giới thiệu ạ, nó sẽ có các chế độ phù hợp ở đây. Lẩu này, nướng này, chiên và nấu canh, nấu súp ấy nha các bác nhá. Ngoài ra thì có chế độ nâng cao, đó là hẹn thời gian. Ví dụ như còn 5 phút nữa các bác cần ra ngoài, các bác ấn vào đây cho em hẹn là 5 phút nữa. Thế là sau 5 phút nó sôi, nó sẽ tự ngắt cho em nhé, ở chế độ này. Còn đây sẽ là chế độ bật tắt các bác nhé. Và đây thì các bác nhìn thì cũng rất dễ dàng để hiểu là nút vặn nhiệt độ to nhỏ đây cho em nhé. Muốn to thì chúng ta vặn sang tay phải, muốn nhỏ chúng ta vặn sang tay trái nhé các bác nhé. Và bây giờ em sẽ cắm điện vào và test luôn cho các bác nhé. Thì nó sẽ có một cái dây điện như này, các bác cắm vào nguồn điện 220V cho em là đã có thể sử dụng được rồi nhá. Đấy, em cắm này, đấy, máy đã nhận chế độ nhá. Và bây giờ em sẽ đặt một cái chảo nước lên trên chốc và em sẽ test luôn các chức năng nhá. Em sẽ ấn vào đây nhá, các bác quan sát vào đây cho em ạ. Này, em sẽ ấn vào đây, nó sẽ là nút bật này, đó các bác thấy không ạ? Và em sẽ chọn chế độ ở đây, ví dụ như là em muốn nấu lẩu này thì nó sẽ là 1400 nhá. Đó, em mà muốn nướng thì nó sẽ là 550 này. Em muốn chiên thì nó sẽ là 3500. Nấu súp thì nó sẽ là 550. Đó các bác thấy không ạ? Thì khi mà các bác chọn chế độ thì nó sẽ hiển thị cái nhiệt độ phù hợp nhá. Đó, nó thông minh ở chỗ là các bác nấu chế độ nào nó sẽ chọn cái nhiệt độ thích hợp ở cái chế độ đấy cho em. Đó, và ở đây thì sẽ là nút to nhỏ nhá. Các bác có thể quan sát cho em ạ. Ở đây đang là 3500 đúng không ạ? Và bây giờ em cho nhỏ nhiệt độ này. Đó, 280, 250, 220, 180, 1800, nó là xoay về tay trái, còn đây em xoay tay phải này. 220, 250, 320, đó 350. 350 là chuẩn cái nhiệt độ của nó nha các bác nhá. Nó rất là dễ. Còn đây sẽ chế độ hẹn giờ này. Đấy. Ấn vào đây là mỗi lần ấn nó sẽ là 10 phút nhá các bác nhá. Nó rất là tiện luôn. 10 phút và tiếp theo là 15, 20, cứ thế thôi các bác nhá. Đó, và cái em bếp từ này thì cực kỳ là nhanh chín nhanh sôi cho em luôn, em đảm bảo nha các bác nhá. Thì với cái mã sản phẩm này trên thị trường đang bán không dưới đó, em vừa nói xong phát là nước sôi luôn ạ. Các bác quan sát cho em ạ. Nhanh sôi chưa ạ? Rất là nhanh sôi mà đặc biệt không kén nồi luôn. Bác nào nhận cũng ưng, bác nào nhận cũng khen. Đó, rất là tuyệt. Mã này thì đang thị trường đang rất là săn đón, bán chạy top số 1 luôn ạ. Và trên thị trường đang bán với mức giá là 750k các bác nhá. Đó, 750k, nhưng riêng trong phiên live này em chi ân hạ giá nhá. Đấy, xả toàn bộ luôn, chỉ còn là 550k trên một sản phẩm các bác nhá. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Bác thấy không ạ? Nhanh chín nhanh sôi. À mà quên, em kèm tặng quà luôn các bác nhá. Kèm quà tặng luôn ạ. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em nhá. Kèm tặng quà. Trên tay em đang cầm là dòng máy đuổi chuột thông minh thế hệ mới các bác nhá. Chỉ với một em này thôi, các bác mua về cắm trực tiếp vào nguồn điện 220V cho em. Ở những cái vị trí ví dụ như là kho lương thực này, thóc lúa đó, hay là để xe cộ mà chuột hay cắn phá dây điện nhá. Đó, hay là cái vị trí bếp thường xuyên có ruồi, muỗi, kiến, gián, chuột, những cái động vật mà nó truyền bệnh ạ. Thì các bác sắm ngay cho em này, nó sẽ gây tác động là tần sóng âm, gây đến khó chịu và côn trùng sẽ tránh xa nhá. Chứ không giúp chỗ nọ giúp chỗ kia chết, gây mùi rất là khó chịu luôn. Thì với em này,
Đó, các bác hoàn toàn yên tâm là không phải dùng tới những cái bình xịt. Hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột độc hại nhá các bác nhá. Rất là tuyệt vời luôn. Ôn, nhưng lại phát ra tần sóng âm. Nó rất là tuyệt vời luôn. Nó chỉ việc cắm vào thôi ạ. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Đó. Máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m². 100m nha các bác nhá. Công dụng tối đa nhất quý anh chị nhá. Rất tuyệt vời luôn ạ. Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến rán nuôi gầy hại cho sức khỏe đi ạ. Thay vào đó, mỗi nhà chuẩn bị 1 đến 3 chiếc máy này. Đó, chỉ cần 1 đến 3 em máy này thôi. Đó là chuột kiến rán côn trùng chạy xa nhé các bác nhé. Mà không phải dùng những cái bình xịt độc hại đâu ạ. Có nhiều chuột và côn trùng, nhanh tay liên hệ để được nhận ưu đãi từ Lycomax nhé. Các bác ưng thì nhanh tay liên hệ đến tổng kho gia dụng Nhi Thiết nhá. Và giá của em nó sẽ là 40k trên một sản phẩm các bác nhá. 40k trên một sản phẩm máy đuổi côn trùng thông minh thế hệ mới nha các bác nhá. Và tiếp theo em xin được gửi tới các bác mã sản phẩm bình thủy nhiệt nhá, đến từ thương hiệu Sharp này, vô cùng là nổi tiếng luôn. Cái sản phẩm này có quai sách nhá, dễ dàng di chuyển luôn các bác nhá. Và với em ấm này thì các bác ngắm tổng quan cho em ạ. Rất là đẹp, rất là lịch sự và sang trọng luôn. Để các bác có thể là để trong cái không gian bếp cũng như là cái không gian phòng khách nhà mình nhá. Thì cũng đều rất là đẹp và lịch sự luôn. Và ưu điểm vượt trội của em Fix này nhá các bác nhá. Thì với phần kết cấu ở bên trong, đấy, được làm bằng inox Su 304 nhá. Hàng xịn sò loại 1 cho em này, chống han, chống dỉ nhá. Đấy, an toàn cho người sử dụng nhá. Đấy, rất là ok luôn. Còn với phần bên trên thì sẽ là phần bảng điều khiển thiết bị nhá. Có phần đun sôi, giữ nóng và tự động bơm nước ạ. Và bây giờ em xin được lấy nước nhá cho các bác này. Đấy, em chỉ việc ấn lấy nước nóng chỉ sau một nút ấn thôi ạ. Đó, các bác thấy không ạ? Ngay lập tức sẽ có nước để các bác pha trà, pha sữa. Khi mà có khách đến chơi nhà thì chúng ta ngay lập tức có nước để pha trà. Hoặc là chúng ta muốn uống sữa ngay lập tức có nước nóng để uống nha các bác nhá. Và một ưu điểm vượt trội của cái em Sharp này, khi mà đun sôi xong, đó, nó sẽ chuyển sang, đun sôi xong nó sẽ tự ngắt các bác nhá. Và nó sẽ chuyển sang chế độ giữ nóng. Giữ nóng thì chúng ta 6 tiếng sau khi sôi, nó ở cái nhiệt độ 98 độ C. Đấy, để đảm bảo lúc nào 24/24 chúng ta đều có nước nóng để sử dụng các bác nhá. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Với cái phần thân trước đây ạ, thì nó sẽ có biểu hiện, biểu thị của chia vạch nhá các bác nhá. 1 lít, 2 lít, 3 lít, 4 lít để các bác dễ dàng quan sát cho em là mực nước nó đang tới đâu, nó còn hay hết để chúng ta bổ sung nhá. Và dung tích thì là dung tích khủng luôn cho em, lên tới tận là 4,8 lít các bác nhá. 4,8 lít luôn ạ. Đấy, rất là to, rất là gọn tiện. To lòng nhưng mà lại gọn tiện bên ngoài nhá. Kiểu dáng thì rất là đẹp. Và với ưu điểm khi mà lấy nước ấy, này các bác thấy ạ, lấy nước này. Đấy, lấy nước là tự động sau một nhát bấm. Nhưng khi kết thúc thì nó sẽ tự động khóa van ở đây nhá các bác nhá. Nó tự động khóa van ở đây. Để làm sao ạ? Để an toàn. Ví dụ nhà có trẻ nhỏ hay người già thì rất là an toàn luôn nhá. Tránh gây bỏng rát này. Ví dụ như các bác chứa nước vào trong những cái phích cồng kềnh, đi vô tình đá phải va vào thì đổ bỏng con, bỏng cháu, bỏng mình. Đấy, thì với em này thì rất là tuyệt vời. Nó rất là ok luôn các bác nhá. Thì em nó sẽ được bảo hành một đổi một trong vòng 1 năm nhá. Khi các bác mua, em sẽ gửi phiếu bảo hành một đổi một trong vòng 1 năm luôn ạ. Thì khi các bác mua hàng có phiếu bảo hành, các bác hoàn toàn có thể yên tâm hơn đúng không ạ? Đấy, rất là tuyệt vời luôn, chế độ ưu đãi quá là ok luôn đấy ạ. Và sẽ gửi kèm là một quyển sách hướng dẫn nhá, rất là chi tiết và tỉ mẩn ở trên đây ạ. Đó, các bác mua chỉ cần việc đọc sơ qua là chúng ta có thể sử dụng rồi. Bởi em nó là thiết kế rất là đơn giản. Các bác chỉ việc nước cái tay này lên, đổ nước vào trong đây cho em ạ. Đó, và ấn xuống như thế này. Và cắm cái dây điện này vào, nguồn điện 220V là chúng ta đã có thể sử dụng được bình thường rồi các bác nhá. Và riêng trong phiên live ngày hôm nay, em sẽ tặng 10 bác chốt đơn đầu tiên, quà khủng luôn ạ. Đó chính là em máy cạo râu nhá. Em máy cạo râu tự động luôn ạ. Nó tự động luôn. Đó, các bác sạc tích điện cho em và mang đi chơi, mang đi du lịch nhá. Rất là ok luôn. Em sẽ test luôn một sản phẩm cho các bác ạ. Và đây là em nó nhá các bác nhá. Đó, em sẽ test luôn ạ. Cực kỳ nhạy luôn nha các bác nhá. Có cả màn bảo vệ luôn đấy ạ. Đó, màn bảo vệ nhá. Đấy, các bác mang đi chơi, đi du lịch hay là người già, nó rất là tiện nhá. Chỉ việc dí lên đây là dao sẽ tự động cạo nhá. Nó có chế độ an toàn. Đấy, các bác chỉ việc sạc pin, mang đi chơi rất là ok. Em đang bán và cũng như là thị trường đang bán là 120k nhá. Nhưng riêng trong phiên live ngày hôm nay
giá của em fix này là không đổi và kèm chiên tặng quà khách hàng thân yêu của em nhá. Đó, chỉ còn mức giá là 700 này, 99k. Nó trên một bình, giá không đổi nhá các bác nhá. Đó mà em tặng này, tặng các bác một dao cạo râu tự động, một dao cạo này tự động luôn nhá các bác nhá. Đó các bác thấy quá là ok chưa? Đến với shop Như Thiết thì muôn vàn ưu đãi nha các bác nhá. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Xin được giới thiệu tới bác cặp đèn thờ bông hoa sen pha lê đổi màu bên em mới về các bác nhá. Thực sự thì mã đèn này rất nhiều bác ưng ý bởi vì cái độ sắc nét cũng như là tinh tế của bông hoa sen nha các bác nhá. Các bác nhìn cho em ạ, từng cánh hoa như những viên pha lê nha các bác nhá. Được mài góc mài cạnh rất là đẹp và tỉ mỉ cho em ạ. Và khi mà kết hợp với hệ thống đèn LED siêu tiết kiệm điện ở bên trong như thế này ạ, thì nó sẽ tỏa ra những cái ánh hào quang đủ màu sắc các bác nhá. Ví dụ như màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng, nó đổi màu liên tục. Để khi mà các bác đặt ở trên cái không gian thờ thì nó sẽ tạo ra một cái ánh hào quang các bác nhá. Một cái hào quang mà rất là đẹp luôn, tạo cái sự tôn kính, tôn nghiêm cho cái không gian thờ. Mà ai vào cũng phải là khen gia chủ là có cái cặp đèn thờ rất là đẹp. Và cặp đèn thờ này thì sẽ có chiều cao là 65 cm các bác nhá. 65 cm sẽ phù hợp với lại cái không gian thờ nhà bác nào vừa và to. Đó, rất là đẹp luôn đấy các bác ạ. Thì cái phần thân đèn em xin giới thiệu thêm, nó sẽ được làm bằng hợp kim đồng loại 1 cho em các bác nhé. Chống han rỉ theo thời gian luôn ạ. Và trên phần thân nó sẽ kết hợp những cái phần lá cũng như phần đài hoa như thế này nhá. Đó, kết hợp rất là uyển chuyển này, rất là đẹp luôn. Điểm vào đó nó như là một cái bó hoa sen tươi, nó cắm trong bình đấy ạ, rất là đẹp. Và với phần thân bình nhá, em sẽ cầm sát để cho các bác quan sát ạ. Với phần thân bình thì phần trên sẽ là phần tháp và dưới sẽ là phình ra. Nó cũng mang một cái phong thủy, đó là hút tài lộc cho gia chủ đấy ạ. Và ở phần giữa thì nó sẽ được nổi bật lên với những cái họa tiết 3D, hình hoa sen, lá sen nhá, rất là thuần khiết và thanh cao. Đó, rất là đẹp luôn. Còn phần đế này, phần đế sẽ rộng là khoảng 20 cm cho em nhé các bác nhá. Rất là rộng rãi. Để đặt cái, khi mà đặt cái cặp bình này thì nó sẽ rất là vững chãi và chắc chắn cho em ạ. Đó, các bác thấy không ạ? Những cái bông hoa rủ này, những cái bông hoa rủ ở dưới phần bình nhá, nó sẽ điểm thêm vào, rất là đẹp luôn đấy, các bác thấy không ạ? Rất là đẹp luôn. Và với cái cặp đèn thờ này, em xin được gửi tới các bác với một mức giá siêu đãi trong buổi live ngày hôm nay nhá. Chỉ còn là 2 triệu đồng ạ, 2 triệu đồng, đó. Và em sẽ tặng một phần quà vô cùng là ý nghĩa luôn ạ. Em sẽ tặng luôn một đài tụng kinh niệm Phật A Di Đà ở trên tay em cầm luôn ạ. Với 20 bài tụng kinh niệm Phật, nó khi các bác bật lên thì các bác nghe sẽ rất là thư thái nhá. Nó tịnh tâm, nó lời Phật dạy như liều thuốc quý đấy ạ. Tai tăng nghe đời bất sân si, rất là tuyệt vời với một món quà ý nghĩa như này ạ. Các bác nào ưng mã sản phẩm đèn pha lê đổi màu, đó, một cặp như này sẽ có giá là 2 triệu đồng ạ. Các bác nhanh tay chốt đơn cho em. Xin được giới thiệu các bác mã sản phẩm hoa sen thờ ngũ sắc nha các bác nhá. Một cái mã sản phẩm em rất là ưng ý luôn, bởi vì em bán cho rất nhiều bác và nhận được rất nhiều lời khen bởi cái độ sản phẩm này rất là đẹp và tinh tế nhá. Các bác quan sát giúp em ạ. Với phần bình đèn nhá, nó sẽ được kết cấu bởi 5 bông hoa. 5 bông hoa mang 5 màu sắc khác nhau, mang ý nghĩa phong thủy vô cùng là tuyệt vời nhá. Đó, rất là hài hòa trên một bông hoa này, với màu xanh, đỏ, tím, vàng, đó rất là đẹp và nổi bật. Khi thắp thêm cái ánh đèn ở bên trong rồi, các bác thấy không ạ? Ánh hào quang rực rỡ ở bên trong luôn tỏa ra này. Đấy, làm nó khắp thắp sáng cái không gian thờ của các bác lên nhá. Đó, để cái không gian thờ của chúng ta làm sao ạ? Uy nghi này, vững chãi, trông rất là đẹp và sang trọng ạ. Thì lúc nào chúng ta cũng nhớ đến cội nguồn ông bà tổ tiên. Đấy, hay là thờ Phật thì cũng đều rất là ok. Đó, mang ý nghĩa phong thủy này, hài hòa, tài lộc nhá các bác nhá. Đó, phúc đức đầy nhà luôn ạ. Thì với cái cặp đèn thờ này, phần kết cấu của sản phẩm, phần thân nó sẽ là hợp kim đồng loại 1 cho em ạ. Tránh han rỉ theo thời gian các bác nhá, đảm bảo sử dụng một lần và mãi mãi luôn ạ. Và với phần hoa sẽ là những cái bông hoa pha lê thủy tinh như thế này ạ. Đó, để khi kết hợp với ánh đèn thì nó sẽ tỏa sáng ra những cái màu sắc rực rỡ nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Hệ thống đèn LED ở bên trong là hệ thống đèn LED siêu tiết kiệm điện cho em ạ. Đó, bóng nhỏ gọn như thế này, siêu tiết kiệm điện các bác nhá. Và sử dụng rất là tuyệt vời luôn ạ. Dễ dàng sử dụng, chỉ việc cắm vào như này thôi ạ. Đó, và với phần thân đèn thì không kém phần mềm dẻo đâu các bác nhá. Đó, rất là mềm dẻo luôn. Kèm theo đó là điểm này,
là nhị này, là lá này, là những bông hoa rủ như này, rất là xinh luôn, rất là đẹp luôn đó. Với phần thân bình các bác nhá, phần thân bình thì được kết cấu nguyên bằng đá sapphire cho em này, và kết hợp với hệ thống đèn led ở sâu bên trong đáy đèn. Thì khi mà các bác bật lên thì các bác thấy không ạ, nó đang đổi màu nhá. Và khi đèn led đổi màu thì ánh đá nó cũng sẽ đổi màu theo. Ví dụ như là nó đang từ màu xanh nó sang màu hồng, rồi nó chuyển màu đỏ, đó nó cũng sẽ tỏa những cái ánh đó, các bác thấy không ạ, nó chuyển sang màu xanh. Ánh đá sapphire cực kỳ đẹp luôn nhá. Và phần thân đèn, nó phần dưới chân đèn thì đế của nó sẽ rất là rộng luôn này, em đo luôn cho các bác ạ. Đế, phần đế đèn nó rộng là 20 cm. Đấy, để nó làm sao ạ, vững chãi và chắc chắn nhá. Để chúng ta đặt ở trên cái không gian thờ nó cực kỳ là chắc chắn này, không bị dễ là đổ nhá. Nó rất là ok luôn. Quá là tuyệt vời với cặp đèn thờ này đấy ạ. Và em xin được đo kích thước độ cao của cái đèn thờ hoa ngũ sắc này nhá các bác nhá. Cao cho em là 60 cm này các bác ơi. 60 cm. Đó, và bác nào ưng cái mã sản phẩm đèn hoa thờ ngũ sắc bên em nhá, thì nhanh tay chốt đơn cho em với mã sản phẩm này. Em lấy mã sẽ là 01 nhá. Đó, bởi vì ngũ sắc bên em cũng rất là nhiều mã. Mã đèn ngũ sắc 01 cao 60 cm ạ. Và giá của em nó em đang bán là 1.450.000. Nay dịp này em sẽ chiên xuống chỉ còn là 1.250.000 các bác nhé. 1.250.000 kèm em sẽ tặng các bác là 5 đèn led ạ. 5 đèn led đi kèm luôn nha các bác nhé. Đó, các bác nào ưng mã đèn thờ hoa ngũ sắc này, mang phong thủy rất là ý nghĩa này, nó tài lộc này, sức khỏe vẹn toàn nhá, hài hòa đó, thì các bác nhanh tay chốt đơn cho em ạ. Với mức giá chỉ còn là 1.250.000. Và không thể thiếu trong phiên live sale xả hàng của tổng cô gia dụng như tiết ngày hôm nay nhá, đó là mã sản phẩm gậy chống cho người già này. Một siêu phẩm, một trợ thủ đắc lực cho các bác nào mà đau chân, đau nhức xương khớp, hay là tai biến, hay là bác nào mới ốm dậy nhá, đi lại khó khăn, thì em nó sẽ là một trợ thủ vô cùng là ok luôn nha các bác ạ. Đắc lực luôn. Thì với thiết kế thông minh này, có 4 nấc điều chỉnh độ cao thấp để phù hợp với người sử dụng cho em luôn nha các bác nhá. Và phần tay cầm thì nó sẽ là đệm mút nha các bác nhá. Đệm mút để thấm hút mồ hôi này, chống trơn trượt khi cầm tay nha các bác nhá. Và với phần đầu đèn này các bác này, có thể thắp sáng nó vừa đi vừa chiếu xuống phần đường. Đấy, điều chỉnh được cao thấp như này, nó để đi lại rất là dễ dàng vào ban đêm nha các bác nhá. Và em nó thì có thể là tự đứng như thế này luôn, nó tự đứng. Bởi thiết kế vô cùng là thông minh, bởi độc đáo, bởi cái phần đế này, phần đế chân đỡ nhá, rất là rộng rãi như thế này. Kèm theo đó là 4 đệm mút cao su cho em. 4 đệm mút cao su này, chống trơn trượt trên mọi bề mặt cho em nhá. Đi lại vô cùng là gọn tiện, dễ dàng luôn. Và em nó thì có thể là gấp gọn luôn các bác nhá. Gấp gọn thành nhiều khúc để chúng ta mang đi lại này, rất là gọn tiện luôn. Chỉ có Nhật Bản mình nghĩ ra những cái sản phẩm thông minh như thế này. Bởi vì ở bên Nhật Bản thì là những người già và trẻ nhỏ luôn được ưu tiên cực kỳ luôn ạ. Các bác có thể xem hết video để hiểu thêm về chi tiết sản phẩm ạ. Gậy đa năng gấp gọn, hỗ trợ người lớn tuổi vận động. Chân gậy bọc cao su giúp bám chắc. Đó, bám chắc chống trơn trượt nha các bác nhá. Gậy tự đứng luôn ạ. Có thể gấp gọn tiện lợi để mang đi bất cứ đâu. Đó, gấp gọn tiện lợi luôn ạ. Kết hợp đèn chiếu sáng để đi lại an toàn vào ban đêm. Ban đêm cứ mắc đi vệ sinh đó, hay là đi đâu bật đèn cũng rất là tiện. Không chỉ giúp người già đi lại vững vàng hơn, mà còn hỗ trợ người đi lại cầu thang nhá các bác nhá, hỗ trợ luôn ạ. Những người tai biến ốm xương khớp nó thì cũng có thể là các con các cháu bận rộn thì có thể là mua để tặng ông bà nhá, bố mẹ một món quà rất là ok ý nghĩa luôn. Và em xin được sale xả trực tiếp trong phiên live ngày hôm nay. Em đang bán với mức giá là 220.000. Đó, nhưng riêng trong phiên live ngày hôm nay chiên trợ giá xuống chỉ còn là 200.000 thôi các nhá. 200.000 em bao ship, đó ok chưa? Các bác yên tâm lên đơn cho em nhá.